3, 2, 1, không. Gặp đây. Đây là lần đầu tiên mình đến đây nhá. Mình mới biết là ở đây có cũng gọi là một địa điểm khá là lý tưởng để cho các cặp đôi đứng ở đây tâm sự, tình cảm với nhau, ôm ấp nhau, chim chượt nhau. Rất là nhiều luôn. Bên kia. Đằng sau. Đấy, các bạn sẽ không thấy được đâu. Cái máy quay cũng không thể quay được, nhưng mà mình kể các bạn nghe những cái gì mình đang thấy hiện tại ở đây, lần đầu tiên mình đến đây. Ok. Cái tầm như mình rồi này, bây giờ ai cũng nói mình suốt ngày, thậm chí mình còn áp lực, bị ám ảnh đến cái việc là gọi điện về cho gia đình luôn. Như hôm qua đây bà nội mình ốm, mình đã gọi điện về cho bà hỏi thăm một hồi tất cả các thứ, xong chốt lại đến cuối cùng lo mà kiếm người yêu đi, vẫn là cái câu nói đấy, vẫn là một cái câu nói rất là quen thuộc khi mình nói chuyện với các bậc phụ huynh trong gia đình hay kể cả bây giờ gặp là bạn bè đồng nghiệp. Mọi người đều nói thế. Tết năm vừa rồi về quê ăn Tết ý, mình không dám đi ra khỏi nhà luôn. Mình quá sợ những cái lời nói như thế. Ở trong cái chỗ mình làm việc ấy, thì mọi người cũng suốt ngày nói là ở trong này có bạn này được nè, bạn kia được nè, thả thính đi rồi này kia, rồi này át Facebook đi này kia đấy. Trời ơi, em có đến mức như thế đâu. Anh có biết là em rất ít khi át Facebook người khác không? Em có mãi như vậy đâu, tại vì em chảnh thôi. Không phải gu của em. Đấy, không phải là gu của em. Mọi người kiểu nghe, cứ nghe cái câu đấy mình nói là không phải gu. Xong mọi người bảo cái gu của em là cái gì, gu của em là cái gì, như thế nào mà họ giới thiệu cho ai hay nói đến ai. Em cũng bảo là không phải gu của em. Gu của em chỉ đơn giản một điều là nói chuyện hợp với em, không có yêu cầu gì khác, chỉ là nói chuyện hợp với em thôi. Nhưng mà cái chuyện nói chuyện hợp với em ấy, nó là cả một vấn đề. Không phải ai cũng có thể nói chuyện hợp với em. Em có thể xã giao với nhiều người, nói chuyện với nhiều người, nhưng mà để mà nói chuyện một cái mức độ em chia sẻ nhiều thứ nhất, em phải chém gió với bạn bè, em chém gió bình thường ấy. Nhưng mà để mà nói những cái chuyện thứ, em phải chia sẻ những cái thứ khác hơn. Em kể để những cái ngày làm việc của em như thế nào, ra ngoài gặp ai, hay là nhớ, thì là khó, rất là khó để có một người mà em có thể chia sẻ nói chuyện nhiều như vậy. Tức là những người mà có thể nói chuyện được với mình ấy, nó sẽ phải kiểu như là cùng sở thích của mình, đã có những cái sự trải nghiệm gần giống nhau về những thứ trong cuộc sống, những nơi mình đi qua, những gì mình đã thấy, thì từ đó mình có thể chia sẻ được. Nếu mà kiểu mà đã hợp ấy, nói chuyện hợp ấy, là mình sẽ có thể nói chuyện được với người đó một ngày đến tận 7-8 tiếng đồng hồ. Mình không thấy chán, mình có thể nói được trên trời dưới đất tất cả mọi chuyện. Đấy chắc chắn sẽ là người không phải là có đẹp trai hay không, làm công việc gì, gia cảnh như thế nào, có cái gì rồi, có gì trong tay rồi, hay là người không. Mình không nhìn như thế đó. Để có thể là một người để mà mình thích, chỉ là một cái đơn giản là nói chuyện hợp với mình. Tất nhiên là mình sẽ không thích những cái người mà kiểu như mà nói chuyện hợp hay là gì đấy, nhưng mà nhìn có một số thứ kiểu không vừa mắt ấy, kiểu phong cách ấy, style hoặc gì đấy rồi, kiểu không vừa mắt thì mình sẽ cũng không. Còn nói chuyện hợp với mấy mà nhìn kiểu ví dụ ăn mặc lộn xộn gì đấy thì mình cũng sẽ không được thích được. Nói chung mọi thứ cứ bình thường thôi. Đối với mình á, chỉ cần nói chuyện hợp mọi thứ cứ bình thường là ok. Thế tất nhiên đấy là cái bước đầu thôi. Còn để mà nó đi xa được với nhau không thì lại là một vấn đề khác. Nhưng mà để mà bước đầu có thể thích được nhau, cảm tình với nhau, thì cái đầu tiên nó sẽ là những cuộc đối thoại, những cuộc nói chuyện được với nhau, thì mình mới có thể hiểu được cái người kia như thế nào, tính cách của người ta như thế nào, cái cách nhìn nhận của người ta về một cái vấn đề nào đó nó như thế nào, có cùng quan điểm với mình hay không, thì mình có thể đi tiếp được. Từ đó, từ những câu chuyện thì mình mới biết được tính cách của người ta, thì mình có biết được hay không và có thể đi tiếp. Mình không thiếu chuyện nói, không thiếu chuyện chia sẻ. Tất nhiên là cũng tùy vào đối phương nữa. Người ta bận, người ta cũng không có thể tiếp chuyện mình được quá nhiều. Mình có những lúc bận, chat chít thì ra mang câu ok, biết rồi, em biết rồi, anh biết rồi, ok. Nó kiểu cụt lủi đến một cái mức độ gọi là khó chấp nhận. Thì khi đó nó toàn. Không biết mọi người có như vậy không? Chứ hiện tại thì mình đang rất là áp lực khi mà gọi điện về quê, nói chuyện với bà, nói chuyện với mẹ. Mình có vấn đề như thế này,
thề mệt mỏi lắm luôn á. Cả xong rồi thằng em trai nữa, suốt ngày lo mà tìm người yêu lấy chồng đi, đang còn phơi phới này, còn suốt ngày đứng trước camera nói nhảm như thế này. Các bạn đã biết là mình chỉ đứng nói như này thì các bạn đã biết là mình nói nhiều đến mức như nào rồi đúng không? Vì mình không có ai để nói chuyện, cho nên mình đã làm nhảm với cái camera như thế này để giải tỏa bớt. Để giải tỏa bớt. Các bạn đã biết mình thích nói như nào rồi, mình thích chia sẻ, thích nói. Mà thật sự mình không có thể, mình chưa thể tưởng tượng được ra. Ví dụ như sau này mình có lấy phải một anh ít nói thì nó sẽ như thế nào luôn. Chắc mình sẽ phát điên. Thật sự có thể mình sẽ phát điên vì mình không được nói. Mình chả biết ai đã hợp với mình cả. Còn như ông này hả? Đẹp. Đẹp. Ông này không phải gu. Đâu phải gu mình thích đâu. Ôi, mẹ gu. Ông này là họ hàng thôi. Mình không có chơi với tiền bức tường, ok phải. Chú không nghe nói à? Bưởi rồi cũng sẽ thành mướp. Chỉ có bức tường là mãi trường tồn theo thời gian thôi. Nhưng dù sao bưởi nó vẫn có hình khối. Còn bức tường nó chỉ là một cái bức tường. Ấp mặt vào tường đang nhìn thấy cái gì? Hãy xem cái clip ấp mặt vào tường nhìn thấy cái gì thì nó nằm ở đây nè. Nó nằm ở đây nè, nó sạch vào tường thấy cái gì nhá. Số sau, clip sau mình sẽ chia sẻ cho các bạn làm sao để tán dai. Nhưng mà thật ra ấy, nó fail lắm ý. Mình không có một kinh nghiệm gì cái đấy cả. Tức là mình chia sẻ những cái gì mình đã trải qua thôi. Người ta đã thích mình ý thì mình làm cái gì cũng đúng. Còn nếu mà nó đã không thích mình ý, mình làm cái gì cũng sai. Mình thở ra nó cũng ghét rồi. Yêu nhau cục cúc cũng thơm. Cho nên clip sau mình sẽ chia sẻ với các bạn cái một số thứ mình đã trải qua khi đối phương cũng có cảm tình với mình. Còn khi mà đối phương không có cảm tình với mình á, dẹp, giải tán. Không yêu chẳng dẹp bố về. Không, chuyện gì cũng phải á. Tao có giày thôi, tao không có dép, giày tao hôi lắm. Người ta đã không thích ý, là người ta sẽ trả lời theo cái kiểu rất là... Em hãy cố gắng sống tốt, sống có giá trị, sống mang lại lợi ích cho mọi người. Ok, nha, bye bye. Gì vậy? Còn nếu mà yêu, anh ăn cơm chưa, em ăn cơm chưa, anh đi ngủ chưa, em đi lễ chưa? Cho nên mình không bao giờ có tin cái chuyện mà mưa dầm thấm lâu, mình không thích kiểu nó rất mất thời gian. Mình á, thích thủ phản thích luôn. Yêu thì yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên, đỡ tốn kém lắm. Chứ còn cái suốt ngày đi tán tỉnh với người không yêu mình mà chả biết có được hay không thì thôi, giải tán. Nếu người đã cảm nắng mình thì mình thì rất là vui và mình sẽ tìm hiểu. Mình sẽ nhiệt tình luôn về cái mối quan hệ đó, nhiệt tình tìm hiểu. Nếu không á, cũng buồn luôn, mình sẽ đi. Mình sẽ ăn crush và đi crush người khác. Đấy, không hiểu như thế, đúng không? Thế tự nhiên thì tốn thời gian là cái gì? Vớ va vớ vẩn. Yêu thì yêu, không yêu thì thôi, cần gì phải giả dối đâu. Yêu thì yêu, không yêu thì thôi, cần gì phải giả dối. Nhá, bye bye. Nói nhảm đủ rồi.